Quý 1 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may của Việt Nam giảm trên 9%, nhập khẩu giảm gần 16,6% và giá trị thặng dư thương mại cũng giảm 0,62% so với cùng kỳ năm 2019. Xuất khẩu giảm kéo theo hàng loạt khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là xuất khẩu vào các thị trường lớn, thị trường tiềm năng. Theo Bộ Công Thương, tại các nước châu Âu và châu Mỹ, do tác động của biện pháp hạn chế đi lại, giãn cách xã hội, dẫn đến đơn hàng dệt may tiếp tục bị hoãn, trong khi đơn hàng mới giảm mạnh gần như không có. Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS cũng đưa ra dự báo không mấy tích cực khi dự kiến kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2020 sẽ chỉ đạt khoảng 33 tỷ đô la Mỹ, giảm 15% so với năm 2019. Tuy nhiên, dịch COVID-19 gây tác động xấu, nhưng cơ hội mới cũng xuất hiện với một số doanh nghiệp, mà chủ yếu là doanh nghiệp ngành may, chuyển đổi sang sản xuất hàng phục vụ lĩnh vực y tế, phòng dịch. Việc Tổng công ty May 10 ký được hợp đồng xuất khẩu 400 triệu chiếc khẩu trang với trị giá 52 triệu đô la Mỹ đã thay đổi xu hướng sản xuất. Vinatex cũng đang xúc tiến xuất khẩu dòng khẩu trang vải 3 lớp chống giọt bắn, kháng khuẩn sang một số quốc gia châu Âu như là Séc, Hungary, Canada và Mỹ. Với năng lực sản xuất có thể đạt 90 đến 100 triệu chiếc khẩu trang một tháng, việc đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu lớn của Vinatex không khó. Đây là một trong các giải pháp giúp doanh nghiệp duy trì việc làm cho người lao động, chờ dịch bệnh qua đi để khôi phục lại sản xuất. Tuy nhiên, xuất khẩu sang châu Âu hay châu Mỹ cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu về an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường của châu Âu, CE. Chế độ giám sát độ an toàn, những sản phẩm thuộc danh mục quản lý lưu hành trên thị trường Mỹ FDA. Do đó, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần căn cứ tình hình thực tế để quyết định và có kế hoạch sản xuất, bởi thủ tục lấy các chứng nhận trên sẽ tốn thêm chi phí và có độ trễ về thời gian.